hai ngày trôi qua, cái xác được tìm thấy trong khu vườn kia vẫn chưa xác định được danh tính. Lý do cô gái xuất hiện trong khu vườn này là gì? Hiện trường chính là đây, hay xác nạn nhân được đưa từ nơi khác đến? Con có chắc là đã nhìn thấy con ma trong đó chứ? Dạ chắc. Mặt nó là hơi tròn, cái tóc là dài. Vậy con ma nó có nói gì với con không? Dạ không, nó chỉ nhìn chằm chằm vào mặt con thôi. Thôi được rồi, bây giờ con có thể về trước, còn việc bắt ma cứ để các chú lo. Em không tin luôn á. Chuyện gì? Chỉ vì nghe lời ma cỏ của thằng nhóc 7 tuổi mà anh bắt tụi mình phải đi tới đây. Có cần phải như vậy không? Chỉ cần bỏ qua một chi tiết nhỏ sẽ để chúng ta vào bế tắc. Nhưng mà em nghĩ á, cùng lắm thì mình chỉ thu thập được vài bộ quần áo của kẻ nào hồn ma quỷ thôi. Thì chứng cứ thế nào chúng ta sẽ điều tra thế đó thôi. Gọi cho đội pháp y ngay. Bên pháp y mới báo lại, do xác chết phân hủy nặng nề nên không thể nhận diện rõ. Họ chắc chắn đây là nạn nhân nữ. Thông qua phần tóc dài đã rụng, vật chứng thu được tại hiện trường chỉ là một cái áo sọc caro màu đỏ. Nạn nhân đã chết cách đây 10 ngày nên rất khó để nhận dạng, và chúng ta cũng mù tịt về thông tin nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Em đi xới tung hiện trường nhưng không tìm được chứng cứ gì cả. À, có khi nào nạn nhân bị giết ở đâu đó rồi hung thủ mang xác nạn nhân tới đây không? Nếu như mà theo suy luận của cậu thì hung thủ chắc chắn sẽ phải để lại manh mối gì đó. Vì dù đây là khu rừng tạp vô chủ, nhưng mà xung quanh thì cũng khá là đông dân cư. Thôi được rồi, vậy em sẽ tìm thông tin từ phía quần chúng, hy vọng sẽ tìm ra. Cách đây khoảng 10 ngày có ông xe ôm chở hai cô gái đi qua đây. Họ là người trong xóm hay là từ nơi khác đến, anh có biết không? Họ là người từ nơi khác đến, không phải là người trong xóm. Cái gì? Xuống. Nè, cái gì? Không có tiền. Ê, hai người đẹp giỡn với tôi hả? Ông làm gì dữ vậy? Nè, đừng nói nhiều, đưa tiền đây. Tôi hết tiền rồi, còn có đôi dép nè, lấy đỡ đi. Trời, khùng vừa thôi nha. Nè, chưa có vợ, lấy về cho tao đi à. Tiền đâu? Giờ lấy không, chứ tôi hết cách rồi đó. Con này. Coi như cúng cô hồn nha. Đừng để tao thấy bản mặt hai đứa mày nha. Cùng. Vậy sau đó họ đã đi đâu? Anh có biết không? À, sau cuộc cãi vã nhau thì ông Sơn bỏ đi. Hai cô gái đi vào hướng khu rừng. Dạ, cảm ơn anh.
cái xác trong khu rừng tạm kia có khả năng là một trong hai cô gái mà người sẽ ôm đã chở cách đây 12 ngày. Đây là đầu mối duy nhất cho lúc này. Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Hương báo là đã dò được danh tính của người xe ôm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Hương gọi báo về. Alo, thế nào rồi? Dạ, báo cáo anh. Thông tin về gã xe ôm tên Toàn là hoàn toàn chính xác. Anh ta quê ở Vĩnh Long. Rồi sao nữa? Đang nói mà tại sao cậu dừng lại? Nhưng mà Toàn đã mất sau vụ tai nạn cách đây 5 ngày. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Em chắc. Em đã tìm thấy đôi xe bồn rất giống với miêu tả của anh Tám trong ngôi nhà của Toàn. Theo lời người phụ nữ tên Thanh, khi chị này đang ngồi giặt quần áo ở phía sau nhà, đã thấy hai người con gái đi ngang nhà mình. Một người mặc áo khoác màu xám, còn người kia mặc áo sọc cơ rô màu đỏ. Nhưng lúc sau, chị thấy người mặc áo xám đi ra. Phải chăng đó là hung thủ? Vô đi! Em đã rà soát khu vực quanh rừng tràm và cho ra được tấm hình này. Đây là Nguyễn Thị Hà, tên thường gọi là Chính Hà. Hà bỏ học từ rất sớm, hiện tại đang rời khỏi địa phương không có lý do. Thời điểm mà Hà rời khỏi địa phương đúng là lúc xảy ra án mạng. Cậu đã kiểm tra lại thông tin từ phía các nhân chứng chưa? Em kiểm tra rồi. Anh Tám và chị Thanh đều khẳng định Hà chính là người phụ nữ đã lảng vảng khu vực quanh rừng tràm ngày xảy ra án mạng. Vậy còn đôi dép sabo thì sao? Chính người nhà của Hà đã xác nhận Hà đã mang đôi dép đó ra khỏi nhà cho tới ngày hôm nay. Vậy là đã rõ rồi. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cần phải tìm ra phương pháp để tìm được người phụ nữ đó. À, em còn biết thêm một thông tin. Trước đây Hà từng buôn lậu tuyến đường Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hiện tại bây giờ thì chuyển qua hành nghề mại dâm. Quá phức tạp. Địa bàn tìm kiếm thì trải rộng, lại thêm một cái khó nữa cho chúng ta rồi. Chào anh. Ủa, cậu về rồi hả? Sao, đã xác minh được thông tin chưa? Em vừa làm xong. Đúng như lời khai của bị hại thì người phụ nữ sau khi tiếp nhận anh ta ở công viên liền rủ anh ta đi nhà nghỉ. Lợi dụng bị hại không gây chú ý, đối tượng đã chú thuốc mê và lấy hết tài sản. Vậy có manh mối của đối tượng không? Từ lời khai và bước phát hại chân dung, em đã cho người rà soát tất cả các tụ điểm nhạy cảm và phát hiện một đối tượng tình nghi giống với miêu tả. Có phải đối tượng này không? Rất giống. Mà sao từ bước phát họa lại biến thành tấm ảnh? Đây là tấm ảnh của đối tượng nghi phạm giết người do công an tỉnh vừa mới gửi xuống. Vậy là án kép. Vậy thì cậu hãy theo dõi đối tượng này. Nhớ không được đánh động. Rõ.
Alo, chúng tôi gặp đại quý Huy Tuấn. Đấy. Lại một nạn nhân nữa. Cái gì mà nhát dữ vậy? Vô đây em chịu anh hết nha. Tôi còn muốn vào nữa. Anh là ai? Là công an. Nè, đừng có giỡn mặt nghe chưa? Đi chỗ khác chứ. Mai làm gì vậy? Chị Hà, chị đã bị bắt. Tôi phạm tội gì mà mấy anh bắt tôi? Cách đây vài ngày, chị có lừa gạt dụ dỗ một người đàn ông vào khách sạn, sau đó chuốc thuốc mê rồi tập toàn bộ tài sản của anh ta. Đó có phải là tội không? Hắn ta là một gã sở khanh. Sao mấy anh binh chi vậy? Nó đã hại cuộc đời của tôi thì nó đáng bị đối xử như vậy. Chị không biết là đã có bao nhiêu người đàn ông hại cuộc đời của chị rồi. Đôi dép sabo này có phải của chị không? Hôm đó tôi không có đủ tiền trả tiền xe nên đã gán đôi dép này. Mà nó đâu có làm hại gì tới ai đâu. Mà mấy anh moi móc nó ra chi vậy? Chị còn chiếc áo caro này, chắc là chị vẫn còn nhận ra chứ. Đôi dép sabo này và chiếc áo caro có mối liên quan với nhau. Và bây giờ tôi muốn chị nói rõ về cái chết của người đã mặc chiếc áo này. Sao tới mộng báo trước cho tao? Trời ơi, vậy mới hay chứ. Tao chuẩn bị đi mua giấy xe, đi công tác ở Trà Vinh, nên là tiện ghé thăm mày luôn. Mày đi lâu không? Chừng tháng hơn à. À, hôm rồi á, mày nói mày mượn đồ của tao. Mà sao lâu rồi mày không trả vậy? Đi công tác xa mà thiếu đồ mặc, cho nên tao ghé lấy luôn. Chết rồi, hôm bữa mình tốn quá, mình lỡ lấy quần áo của nó đem đi bán hết rồi. Bây giờ làm sao đây ta? Đây, mày định hận cho tao vô nhà còn nghỉ xíu hả? Phòng của tao bừa bộn lắm. Với lại quần áo của mày á, tao gửi ở nhà người quen rồi. Mày đi theo tao qua bển lấy nha. Đi, nhanh đi, đi. Cái gì? Chở hai hả? Kiếm khác đi. Công an bắt tôi, không có tiền trả đâu. Dạ, anh tụi em cũng đi tìm nhà vòng vòng trong xóm không mà. Anh đừng sợ công an nha. Với lại ở đây em thấy có mình anh chạy xe ôm mà đâu ai nữa đâu. Thôi, kiếm người khác. Anh giúp bạn em đi. Bạn em sắp bị chở chứng xe rồi đó. Khó từ quá. Thôi, tôi giúp đây nha. Có gì công an bắt tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dạ. Thôi, lên xe. Đi xuống. Đi xuống. Hai người đẹp tính chơi nhau à? Tiền đâu? Anh làm gì mà dữ vậy? Nè, đừng nói nhiều. Đưa tiền đây. Tôi hết tiền rồi. Còn có đôi dép nè, lấy đỡ đi. Trời trời, khùng vừa thôi nha. Nè, chưa có vợ. Lấy về cho tao đi à? Tiền đâu? Dạ anh mà không lấy á, tôi hết cách rồi. Con này. Coi như là
cúng cô hồn nha. Đừng để tao thấy bản mặt hai đứa mày nha. Thằng khủng, kỳ nheo, tao mượn hết rồi à. Nhà người thân của mày ở trong này hả? Ừ, ở trọng á. Đi nhanh đi. Không hề có thù hằn gì, chỉ vài món đồ không đáng giá trị bao nhiêu mà chị đã nỡ ra tay sát hại người đã có ơn với mình. Chị có còn là con người nữa không? Tôi sai rồi.